Bosch là nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ hàng đầu thế giới. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm đột phá giúp truyền cảm hứng, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bạn có thể tìm thấy công nghệ của chúng tôi từ bên trong những linh kiện cảm biến nhỏ nhất cho đến các cỗ máy đồ sộ, góp phần giữ gìn an toàn cho đất nước, vận hành giao thông và biến ngôi nhà của bạn thành tổ ấm. Chúng tôi hoạt động với phương châm sáng tạo vì cuộc sống. Những sáng tạo đột phá công nghệ của Bosch giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống hàng ngày. Dụng cụ điện cầm tay Bosch là lựa chọn hàng đầu cho ngành công nghiệp kim loại, chế biến gỗ và trong việc xây dựng những căn nhà phố khang trang, các tòa nhà cao tầng và công trình kiến trúc đột phá. Trong khi đó, các giải pháp và sản phẩm an ninh an toàn và truyền thông hiện đại của chúng tôi sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và sự an tâm cho dù bạn đang ở bất kỳ nơi đâu. Và với vị thế là thương hiệu gia dụng hàng đầu châu Âu, chúng tôi luôn không ngừng sáng tạo để mang lại những sản phẩm đột phá giúp đơn giản hóa và nâng tầm chất lượng cuộc sống của bạn. Tại Bosch, chúng tôi không ngừng đổi mới để đem lại các sản phẩm vượt trội giúp nâng tầm giá trị cuộc sống của bạn. Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ ô tô của Bosch giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đang nghiên cứu phát triển và hiện thực hóa các giải pháp giao thông 3.0, không ồn lo, không có tai nạn và không phát thải cho thành phố tương lai. Chúng tôi cũng vận hành trung tâm phát triển phần mềm đầu tiên của Bosch tại Đông Nam Á ở Ito 2 Tân Bình, cung cấp các giải pháp kỹ thuật, công nghệ thông tin và Internet kết nối vạn vật, giúp đảm bảo tối ưu hóa các giá trị doanh nghiệp và đem lại lợi ích to lớn cho khách hàng. Ngoài ra, nhà máy dây đai truyền động tại Đồng Nai là một trong ba cơ sở duy nhất của Bosch trên thế giới có thể chế tạo và sản xuất thành công dây đai truyền lực CVT, một trong những linh kiện quan trọng giúp mỗi chiếc xe ô tô có thể hoạt động cho toàn khu vực châu Á. Các cộng sự của Bosch đóng vai trò cốt lõi giúp chúng tôi không ngừng phát triển và thành công. Thông qua các cuộc thi nội bộ, chúng tôi luôn khuyến khích họ tìm tòi, sáng tạo và giúp họ thực hiện hóa các ý tưởng đột phá của mình. Bosch luôn nhanh nhẹn để sẵn sàng thích nghi và thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về công nghệ truyền động và điều khiển, chúng tôi đang tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với các giải pháp và hệ thống cho nhà máy tương lai thông minh, hiệu quả, mạnh mẽ và linh hoạt. Không dừng lại ở đó, Bosch cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất phương tiện giao thông để mang đến thị trường toàn cầu và Việt Nam các giải pháp di động hiện đại và bền vững như xe máy điện, xe tự lái và nhiều hơn nữa, dẫn đầu xu hướng di động trong tương lai. Bosch luôn đặt trách nhiệm xã hội của chúng tôi lên hàng đầu. Tiếp nối tầm nhìn của nhà sáng lập, chúng tôi luôn chú tâm đến việc đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua các dự án thiện nguyện, các hoạt động bảo vệ môi trường và đầu tư vào giáo dục cho thế hệ mai sau. Bosch cũng tích cực thúc đẩy các chương trình đào tạo nghề kỹ thuật ở Việt Nam nhằm phát triển lực lượng lao động tay nghề cao trong tương lai. Đối với Bosch, cuộc sống là sáng tạo và đổi mới. Bosch là nơi mà mọi ý tưởng dù nhỏ nhặt đến đâu cũng đều có thể trở thành điều vĩ đại. Và đây cũng là nơi mà các cộng sự của chúng tôi đang cùng nhau làm việc, hợp tác và sáng tạo để biến những ý tưởng về xe tự lái, máy móc có thể tự nói chuyện với nhau và ngôi nhà thông minh thành hiện thực. Những nỗ lực, cống hiến và thành quả của họ không chỉ được tôn vinh qua các giải thưởng danh giá mà còn qua sự phát triển tích cực của Việt Nam. Tại Bosch, mọi thứ chúng tôi làm đều mang giá trị sáng tạo vì cuộc sống.